Hello, hello, Mai Vũ xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị, hôm bữa Mai Vũ có làm một cái video mà Mai Vũ nói về cuộc sống ở Mỹ thì có rất là nhiều những cô chú anh chị ở Mỹ hoặc là những người mà ở Mỹ thì mình đều biết là cái hoàn cảnh này đấy đúng không? Nhưng mà đôi khi ở Việt Nam hoặc là những cái quốc gia khác đó, thì mình không có thể nào mà hình dung được những người mà họ đi qua Mỹ, họ tới tuổi về hưu rồi nhưng mà tại sao họ vẫn muốn được đi làm. Thì bữa hôm nay Mai Vũ sẽ phỏng vấn nhân chứng ở đây nha quý vị, cô nhân chứng sống ở đây là lý do tại sao khi mà cô đã nhiều người chứ không phải là cô không, nhưng mà tại vì có cô ở đây nên mình muốn phỏng vấn cô, mình muốn hỏi cô là lý do tại sao mà về hưu rồi, tới tuổi về hưu rồi mà không không nghĩ muốn được đi làm, thích đi làm chứ không phải là phải đi làm để mà kiếm tiền để mà trang trải cho cuộc sống. Thì cô đi qua đây mấy chục năm rồi, bây giờ là nhà cửa xe cộ đồ đều có hết rồi, trả hết rồi, thậm chí là hơn một cái nhà chứ không phải là một cái nhà nữa, mà tại sao vẫn muốn đi làm là sao? Thì bữa hôm nay để hỏi trực tiếp cô ha. Đây là cô Loan đang bằng chứng sống đang ngồi làm chân là cô. Hiện tại bây giờ là cô 67 tuổi rồi. 67 tuổi nha, về về hưu rồi nha mọi người. 67 tuổi về hưu rồi. Ủa cô về hưu hồi nào cô? Hồi tháng mấy? Tháng 7 năm ngoái hả? Tháng 7 năm ngoái là tháng 7 năm nay là coi như là hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi mà sao cô không nghỉ mà cô vẫn còn đi làm nè? Mọi người muốn biết lý do tại sao rồi cô. À là hiện tại bây giờ là cô là nếu mà về hưu thì 67 tuổi đủ tuổi về hưu là mình được lãnh tiền lương hưu nha, mà hiện tại bây giờ cô vẫn làm một cái việc nữa. Có bao nhiêu đâu, nói Lương nghe lương hưu không bao nhiêu nhưng mà cũng là lãnh tiền tiền lương hưu rồi. Mà cô còn làm một cái việc chính của cô là ở trong cái chỗ hãng đó là đóng ghế sofa đúng không cô? chung vậy. À, nói chung là đóng bàn ghế rồi cuối tuần thì cô mới đi làm móng. Cuối tuần là cô đi ra đây khoảng 11 giờ bữa thứ sáu và thứ bảy. Coi như là cô là hiện tại bây giờ nghỉ hưu thì được lãnh lương hưu nè. Rồi cộng thêm cái lương ở hãng xưởng của cô với lại cộng thêm cái lương ở đây nữa là ba đầu lương nha. Sao cô làm nhiều vậy cô? Không, người ta không có quan tâm vào một đầu lương của cô bao nhiêu mà ý là muốn biết Thì là tại bạn sao lại cô phải còn đi làm sống ở nhiều đây nè. làm sao một Con đầu biết lương là cô qua đây mấy chục năm mà cô không phải đi làm để trả tiền nhà rồi đó, tiền xe thì chắc chắn là cũng không phải rồi đó, mà lý do tại sao đi làm thêm, tại sao cô làm thêm nhiều quá cô? Đó, cô bảo nếu mà không đi làm thì ở nhà nó buồn nè, còn đi làm thì muốn xài gì xài, muốn cho ái gì cho đúng không? Đúng không cô? Đó, đi làm có cơ hội mình giúp cho người nhà bên Việt Nam, giúp được cái gì thì giúp, tại bên bên Việt Nam chắc cô cũng còn mẹ ha. Ồ, cô mà 67 tuổi rồi, vậy mẹ cô lớn chưa? Mẹ cô bao nhiêu tuổi? 88 rồi. Wow, mẹ cô 88 tuổi rồi. 89 rồi. Đó, vậy là cô làm để nhiều khi có đồng tiền rồi mình giúp về Việt Nam. Mọi người ở bên Việt Nam mà thấy những cái hoàn cảnh mà những người Việt kiều ở bên này mà làm như vậy đó là gửi tiền về đó là mình phải phải sao ta? Phải phải thương Việt kiều nè. Cho mẹ và chính chị em thì bên đây cũng đỡ rồi. Đúng không cô? À cô chủ yếu là lo cho bố mẹ ở bên Việt Nam. Bố mẹ hồi nãy cô nói là một người tám mươi mấy cô? Một người 89 là người người kia 88 với lại một người 89 là chủ yếu là cô lo cho mẹ bên Việt Nam chứ ở bên này hồi bữa hình như gia đình của cô mới lãnh qua là tổng cộng mấy anh em qua cô mới lãnh qua 4 hộ gia đình nha mọi người, bây giờ thì chắc 4 hộ đó đi qua đây giờ ổn định hết rồi cô nhỉ. À mà mọi người nhà cô đi qua đây có thích không? Sống Việt Nam cổ chết mồ làm sao Tại có nhiều người bây giờ người ta bên Việt Nam người ta sướng lắm cô, người người ta đâu có muốn giàu đi. quá thì nói làm chi, thì còn mình nó thuộc chân lắm tay bùn thì đương nhiên là làm lao động thì cũng nói chung là bây giờ nhiều khi cũng bị thất bại đó. Đó cho mình nghe cô nói không? Mọi người mà bên Việt Nam càng khổ khi mà họ qua đây thì họ càng thích nữa đúng không cô? Mấy người em của cô là coi như mua nhà hết rồi phải không? Con thấy cô. Còn một người chưa mua. Vậy là đi qua đây 3 hộ. 4 hộ. 4 hộ là 3 hộ mua nhà rồi, còn một người chưa mua ở đâu cô? Cali hả? Không. Còn 2 hộ chưa mua. Một hộ ở bên Cali với hộ ở đâu? Nebraska. Oklahoma. Oklahoma. Một hộ ở bên California, một hộ ở bên Oklahoma rồi một hộ ở đâu nữa? Hai hộ bên Oklahoma nhưng Hai mà hai hộ bên Oklahoma tại vì có dì Úc bên đó đúng không? Rồi một hộ thì ở bên California là tại vì có bên ngoại bên đó. Ủa con tưởng đâu bà con của bên
Đứa con gái nó đi học nó đòi qua đó. À, vậy là con gái nó thích ở Cali nên nó muốn bố mẹ đi qua bên đó rồi. Đó là nó vô đại học liền thì nó là nó vô, vô đại học ở bên Cali. Vậy cái đứa bé nó học ngành gì cô? Science hả? Computer science. Mà bây giờ cũng học 3-4 năm rồi nha. 3 năm rồi. Wow, vậy là còn 1 năm nữa ra trường rồi cô hả? Qua đây được chắc ai cũng thích hết cô hả? Có đi học hết. Đó. Rồi còn một hộ nữa ở đâu? Ở Nebraska. Mà tại sao không tụ về ở với cái chỗ hộ kia luôn đi? Ở bên Nebraska hình như có ai không có cháu hả? Hay không có ai hết? Nebraska nằm ở đó có bà con dòng họ đâu chứ? Không, con biết là hai hộ ở tiểu bang gì? Ở Oklahoma là ở bên có cháu. Có bên cháu, còn một cái hộ thì ở bên Nebraska là có em Úc. Thì nói chung là cũng có bà con nên bà con rủ rê thì mình ở chung thôi đúng không? Đúng không cô? Đi cháu nữa. Dạ. Dạo này con thấy bây giờ nhiều người ta muốn đi về Việt Nam về hưu á cô. Cô có muốn có ý định hay là thích đi về Việt Nam để về hưu không? Tại sao cô không muốn cô? Thứ nhất là con cái sinh trưởng ở đây rồi, mình cũng sống ở đây mấy chục năm rồi đâu có thể nào mà có con cái nó ở đây từ lâu rồi nên mình ở gần con cái nó vẫn hơn đúng không? Lỡ mà nó có cháu hay gì mình còn thấy con thấy cháu, còn mình đi về bên kia có độc thân một mình à. Mà nếu mà bố mẹ thì hiện tại bây giờ vẫn còn, nhưng mà đâu biết sau này tới lúc mà cô muốn những người lớn tuổi họ về thì đâu biết là có bố mẹ hay không. Anh chị em thì dù sao cũng đâu bằng bố mẹ đúng không cô? Nhưng mà ở bên Việt Nam cô còn bao nhiêu anh em nữa? Ba người em nữa hả? Ba người em gái. Sau lúc đó bao nhà cô bảo lãnh như vậy, xong bảo lãnh hết luôn mà bảo lãnh có. Nhưng mà nghĩ là tụi nó không có qua đi được là vì con nó lớn hết rồi. À, những cái người còn lại á, còn ba hộ á là lớn rồi. À, không có con cái nhỏ nên người ta không có nhu cầu đi đúng không? Nhưng mà khi mà thấy mọi người em đi qua đây rồi có cảm thấy như là hối tiếc và tại sao không làm giấy tờ không? Có hối tiếc đúng không? Có hối tiếc là hồi đó sao không làm giấy tờ, nếu mà làm thì đi chung với mấy hộ kia luôn là vui rồi đúng không cô? Nhiều khi đi được mẹ vợ chồng thôi chứ còn con cái thì không đi được, nếu mà qua đây mà đi làm được thì không. Mẹ bảo lãnh. Thì nếu mà đi như vậy thì đúng rồi, thì đi theo đi trước và mình làm giấy tờ lại bảo lãnh thêm con cái mà có gia đình thì cũng tốn một ít thời gian á, chắc cũng 11 năm á. Nhưng mà là vì lý do là mấy gia đình con cái của gia đình ba gia đình còn lại lớn hết rồi nên không muốn đi, còn những người mà đi rồi là con cái còn nhỏ nên thấy ai đi qua đây rồi á là nếu mà con nhớ không lầm là đi qua bằng Hoàn đúng không cô? Đi qua bằng cỡ Hoàn thì chắc là 3 năm rồi cô nhỉ? 4 năm rồi bây giờ ổn định hết rồi, ai cũng có nhà có cửa cô hả? Ai cũng có nhà có cửa chắc là đã thích lắm cô nhỉ? Đó, mọi người thấy không? Nay phỏng vấn cô nói là cô không có muốn về Việt Nam. Có nhiều người đi về Việt Nam ở về hưu đó cô. Nếu mà cô mà không có về đâu, cô cứ về chơi thì một ấy thì được, chứ cần về ở luôn là không sợ. Mọi người thấy cô lên 67 tuổi nhìn trẻ không? Nhìn đâu có ai nói ai nghĩ là 67 tuổi đâu nè. Nhìn con còn không nghĩ cô 67 tuổi, con nghĩ cô chắc chừng 50 mấy tuổi, 57. 67 tuổi mà giống như 57 tuổi. Mọi người thấy không? Đi ra đây rồi gặp khách nói chuyện rồi đỡ buồn đúng không cô? Ở nhà cũng buồn đúng không cô? Có người nọ người kia nó đỡ buồn, cả nhà ở nhà nó buồn lắm. Nhà nó buồn. Ở trên đấy thì ở trên đây mọi người thấy là có mọi người là vừa cắt tóc nè, rồi vừa làm móng luôn. Vừa làm móng khách hồi nãy mình cũng mới làm xong chứ, mà tại vì khách ngưng chút xíu hơi vắng vắng nên mình nói để mình làm một cái video phỏng vấn cô Lan. Người thực việc thực, 67 tuổi, tới tuổi về hưu vẫn còn đi làm. Tại vì giống như kiểu cái công việc của mình nó không có quá stress đó cô nhỉ, nên cô mới thích làm. Chứ nhiều người mà ta làm hãng giống như mệt quá đó cô, giống như mẹ cháu mà làm mệt quá tới tuổi về hưu cũng muốn nghỉ cho rồi. Cô hả? Nhưng mà tại chắc cái hãng của cô làm cũng ấy mà, họ cứ cho làm hoài luôn hả cô? Khi nào mình không muốn làm mà mình nghỉ thôi. Chứ người ta đâu có nói ôi thôi mày lớn tuổi mình nghỉ đi cho tụi trẻ làm, đâu có đâu cô nhỉ. Nhận ở bên bình đàn đi làm được việc, mình làm đúng quy tắc đúng mấy này nọ thì hồi nào cũng giờ rồi thì họ thích. Tại vì ở Mỹ là họ chuộng những người làm ở trong đó lâu rồi, biết việc rồi phải không cô? Biết việc rồi còn đỡ hơn mình mướn mấy người mà lớn mà phải ấy phải không cô?
mướn mấy người mà mới người ta phải training. Nói vậy luôn là không hết việc. Ờ. Mà làm việc thì mình cũng không có cái nỗi sợ. Mà ở trong mấy cái hãng người ta thích tới người Đông Nam Á đúng không cô hả? Ừ, người Á Châu thích lắm. Người ta thích được người Đông Nam Á nha mọi người, tại vì người Đông người Á Châu người ta siêng. Cô hả? Siêng rồi còn cần cù nữa. Đa số người ta thấy người Đông Á, người Đông Nam Á là họ thích đó nha. Họ thích người Đông Á nếu như làm được trong đó lâu dài là người ta có cái sức làm mà sức bền á, bền bỉ á, còn mấy người giống như là người xì phải không cô? Ơi. Người xì á là họ nhảy ra nhảy vô như như cóc rồi cô hả? Người xì mà nếu mà họ làm đúng việc thì không sao, mà nhiều khi làm mấy cái hãng mà cực quá như là hãng bánh á, thấy mẹ mình kể đi ra vô như đi chợ vậy á, chứ không phải người Việt Nam mình ở thôi ráng làm đã được mấy tuần. Đi đúng giờ đi đâu đi làm gì cũng mà hiện tại bây giờ cô làm ở đó là 20 đồng giờ rồi phải không cô? 19 này cũng gần 20 rồi. Mấy người mà giống như mấy người Việt Nam ở trong đó mà vô trước làm thì cũng là 20 mấy đồng rồi. Có lên tới 30 không cô? Cô không biết nhưng mà trên 20 đồng rồi chắc. Trên 20 đồng. Đó mọi người thấy không? Cứ tàn tàn đi vô 20 mấy đồng giờ, 20 mấy đồng giờ. Nên mọi người thích về hưu rồi vẫn được đi làm để có đồng lương ra đồng lương vô nè. Như cô làm 2 ngày cuối tuần thôi thì cũng hên xui vài trăm đô cô nhỉ, kể cả tiền cò nữa thì được vài trăm đô mang về. Giờ mình ở nhà nó buồn, với lại đi làm này nó cũng nhàn đúng không cô? Làm chân tay nước thì nó cũng nhàn không nhỉ? Khách nào khó không cho mình làm thì không có thì mình ngồi chơi, ngồi ghế mình chơi nè, mình nói chuyện nhau hoặc là mình coi phim đúng không cô? Còn ví dụ như khách dễ làm được thì mình làm kiếm thêm thu nhập. Nhiều khi có khách cho tiền 5 đồng, 10 đồng đúng không cô? Còn không cho thì cũng không sao, mình đã có tiền lương rồi. Ví dụ như bây giờ làm cô làm này thì anh chia, mà cô làm cái chân mà khoảng 40 thì 46, 24 đô mà người ta cho 5 đô nữa là coi như là gần 30 rồi. Còn nhiều khi mới nếu mà làm chân 5-60 nữa mọi người, 5-50, 5-6-30, một cái chân là được 30 đô. Cho tiền cò thì cũng hên xui 5 đồng, 10 đồng. Hoặc là có nhiều người ta không có tiền thì người ta không cho cũng không có sao. Mình cũng không có trách gì những người không cho tiền đúng không cô? Cái này mình ăn cái này mình làm cái này là mình ăn cái lâu dài cô nhỉ. Mình đã chứ mình đâu có ấy. Đó mọi người thấy không? Người thực việc thực rồi nha. Đó qua đây có việc làm là mừng. Mừng thấy mồ đi cô hả? Hơi đâu mà kén chọn. Có việc làm tốt đúng không cô? Tại vì cái cô Lan hả, mọi người hồi bữa Mai Vũ có phỏng vấn một cái video có cô Lan đó là cô đi vượt biên đó. Cô đi vượt biên mấy chục năm trước rồi cô hả? 30 mấy năm trước rồi cả nhà. Tưởng đâu là tụi nó mang kéo ra nó bắn ở ngoài biển rồi mà ai dè sống sót nha mọi người. À, nếu mọi người muốn coi lại cái video cô kể về cái chuyện đi vượt biên đó, thì hình như cái video đó tên là Sinh tử của chuyến đi năm ấy gì đó. Cái video mà quay cô Loan kể chuyện đi vượt biên đó là có cái tên là Đêm sinh tử của chuyến đi năm ấy nha mọi người. Cả nhà tìm lại cái video đó coi, cô Loan kể đi chuyện đi vượt biên hấp dẫn lắm nha. Đi vượt biên mà đi qua bên Thái Lan hay gì á, xong mà bị nó kéo ra mà tưởng đâu chết đó mọi người. Tưởng đâu chết mà ai dè sống đi được qua tới bên Mỹ. Rất là ly kỳ nha. Đó, trên đó mọi người cũng đang làm khách. Thấy không? Rảnh đó thì mình có thể ngồi mình nghỉ giống như mình làm từ nãy giờ. Bây giờ mình ngồi mình nghỉ xíu, mình nói để mình quay video nè. Chứ cô thì đang bóp chân tính hỏi cái cô khách này có cho quay không, mà cô lắc đầu đi, mình thôi mình không quay. Ai dễ thì mình quay, còn ai khó quá thì thôi. Hạnh đây phỏng vấn nha hả? Hạnh kêu quay phỏng vấn đó mà nó bữa nay nó mặc đồ xấu, nó không muốn lên video. Nó nói chừng nào nó đẹp thì nó lên, trời ơi biết chừng nào đẹp. Mình bảo thôi ngày nào cũng mặc đồ đẹp đi mà đâu có mặc đồ đẹp đâu. Đó là coi như là cô Loan là lãnh 3 đầu lương đó phải không cô hả? Một đầu lương hưu nè. Cô nói cũng hơn 1000 đó cô hả? 1100 à. 1100 là tại vì cô không có đi làm nhiều. Hồi đó cô phải ở nhà coi mấy đứa bé. Có chú thì làm nhiều. Chú chồng của cô làm nhiều. Chú và chồng của cô là làm vậy là kêu cái hồi đó chú học gì cô? Cái đó kêu là gì? Electrical hả? Chú sửa sửa gì cô?
sửa chuyên chuyên bây giờ chú làm cái gì nhiều nhất? Bây giờ sửa tivi, tủ lạnh, máy sấy, máy giặt mà thường là chú làm cái công việc gì nhiều nhất, cô chú có kể cho cô nghe không? Bây giờ là máy giặt, máy sấy nhiều nhất. À, vậy sửa máy giặt, máy sấy là nhiều nhất nha mọi người. Chú là sửa máy giặt, máy sấy từ lâu rồi nên lúc đó cái công việc của chú cũng ổn định đó. À, chú nói cô thôi ở nhà coi mấy đứa bé đi, mấy đứa nhỏ đi cho nó tới tuổi đi học đi rồi cô hẳn đi làm. Nên cô cũng muốn đi làm, từ hồi đó cô cũng đi làm neo rồi cô làm xong cô nghỉ, cô làm xong nghỉ rồi cô ở nhà cô coi mấy đứa bé đó. Cô coi mấy đứa bé đó rồi cô không có làm nhiều, rồi về sau này mấy đứa bé nó lớn nó đi học á, cái cô mới đi vô trong đó. Cô có làm neo một thời gian cô nhỉ? Cô làm neo một thời gian rồi cô vô hãng xưởng cô làm. Nên cô nói là cô không có làm được bao nhiêu lâu nên cô có lãnh được có hơn 1.000 tiền hưu thôi. Cái đó là tiền hưu nha mọi người. Còn cái tiền hiện tại cô làm ở trong cái hãng đóng cái bàn ghế thì 19 đô la một giờ, với lại làm neo thì một tuần được vài trăm. Đó là coi như là Việt Kiều 67 tuổi về hưu mà vẫn đi làm hai công việc, vẫn đi làm hai job, lãnh ba đầu lương. Ra cô lãnh. Đó, người đó không, cô đang làm chân này, làm thì làm chân rồi chà chân rồi sơn chân, bóp chân, sơn chân. Ở đây có nhiều loại khách, mọi người, khách Mỹ da màu đậm, da giống những người xì rồi người Mỹ trắng. Đó, cô làm chân rất là chuyên nghiệp. Uống khách mới vô làm gì á hả? Dạ, Mai Vũ quay một chút xíu ngắn ngắn gửi tới cho quý vị cái video vậy thôi. Mai Vũ cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã xem video tới giờ này. Quý vị nhớ bấm một cái like cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai chưa bấm đăng ký hay bấm một cái đăng ký cho Mai Vũ. Hiện tại bây giờ mình phải đi làm mà có hai khách đang ngồi chờ nên mình không có thể nào tám được nữa. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cho Mai Vũ tạm chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà video lần sau. Bye bye.